Thùy Tiên kể về nụ hôn đầu năm 17 tuổi, bật mí về màn cầu hôn trong mơ, khóc nhiệt tình, kêu Quang Linh ghi nhớ. Bạn muốn được cầu hôn như thế nào? Tiên mong là cầu hôn sẽ được cầu hôn với sự chứng kiến của bạn bè, người thân, những người xung quanh, chỉ riêng hai người. Thùy Tiên là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng khi cô nàng từng có chuyến thăm châu Phi cùng với team của Quang Linh Vlog Miss Grand International 2021, được đẩy thuyền nhiệt tình cùng với nam YouTuber. Trong chia sẻ trên chương trình Người ấy là ai, Thùy Tiên đã có những bật mí về câu chuyện tình cảm của bản thân cũng như nụ hôn đầu hay muốn một buổi lễ cầu hôn như thế nào. Đặc biệt cô nàng bật đèn xanh khi cho biết còn đang độc thân. Được hỏi tình yêu lớn nhất cuộc đời của Tiên là gì, cô nàng trả lời: bản thân Tiên mỗi một giai đoạn Tiên có sự ưu tiên khác nhau, bây giờ thì là công việc. Người đẹp sinh năm 1998 cho biết có 3 mối tình và điều ngọt ngào nhất muốn người yêu làm đó là chăm lo cho gia đình của mình. Nàng hậu gọi người yêu bằng anh và muốn được gọi lại bằng bé. Bên cạnh đó, cô nàng cũng cho biết bản thân có nụ hôn đầu năm 17 tuổi, khẳng định chưa bao giờ thả thính một ai. Không dừng lại ở đó, Thùy Tiên cho biết thêm, nếu có thả thính chỉ là nói chuyện, nhưng phải làm sao để người khác không biết mình đang thích họ. Đối với nàng hậu sinh năm 1998, khi được cầu hôn phải có sự chứng kiến của bạn bè, người thân, chứ không chỉ là riêng hai người. Sau những chia sẻ của Thùy Tiên, thì có lẽ các anh chàng muốn theo đuổi nàng hậu này cũng sẽ có thêm một chút thông tin về mẫu người lý tưởng, cũng như những gì cô nàng mong muốn. Theo đó, hồi tháng 4 năm 2022, trên trang TikTok của Á hậu Tường Sang có đăng tải video quay lại trò chơi chọn gu bạn trai của các người đẹp. Trong khi bạn bè bước sang trái hoặc phải để lựa chọn giữa các chàng trai miền Nam và miền Bắc, thì Hoa hậu Thùy Tiên lại tiến vào vị trí chính giữa. Khi được hỏi lý do tại sao, cô nàng đã tiết lộ đó là bởi gu bạn trai của mình là một anh chàng miền Trung. Ngay lập tức, đoạn video đã làm dậy sóng các fan cặp đôi Thùy Tiên Quang Linh, bởi đàn trai của chúng ta đến từ mảnh đất chịu thương chịu khó Nghệ An. Phía dưới comment của bài đăng, người hâm mộ đã thích thú nhắn nhủ: miền Trung là chỉ nghĩ tới một anh, miền Trung là anh Linh đó hả Tiên, miền Trung nha là miền Trung nha, nhưng xin nhấn mạnh thêm là Nghệ An nha. Tín hiệu này của người đẹp sinh năm 1998 càng khiến cho công chúng thích thú. Thuyền của Thùy Tiên và Quang Linh bắt đầu xuất hiện vào đầu năm 2022. Cả hai gặp gỡ nhau lần đầu khi có dịp hợp tác để quảng cáo cho một nhãn hàng. Khi sự kiện livestream chung diễn ra, biểu cảm ngại ngùng của chàng trai xứ Nghệ khiến cho Miss Grand International 2021 không khỏi bật cười. Nam YouTuber nhiều lần thừa nhận bản thân cảm thấy hồi hộp khi ngồi cạnh nàng hậu xinh đẹp. Nhìn Thùy Tiên và Quang Linh ngồi cạnh nhau, nhiều người phải cảm thán vì đẹp đôi, còn khen cả hai có tướng phù thê. Nhưng điều khiến cho người hâm mộ quyết định lên thuyền chính là sự tương tác rất dễ thương của cả hai trong buổi trò chuyện vỡ hậu trường chụp ảnh. Bản thân nàng hậu cũng từng chia sẻ, không đòi hỏi ngoại hình quá bảnh trai ở người yêu, chỉ cần nửa kia có tâm, có đức, có tài, biết chăm lo, chia sẻ cùng cô là được. Dân tình hào hứng cho rằng những điều đó không phải là nhắc tới Quang Linh Vlog hay sao. Thùy Tiên đã có dịp sang Angola để cùng với Quang Linh làm một dự án từ thiện cho người dân ở các buôn làng. Chính đàn trai đã tự tay làm biển tên và cầm hoa ở sân bay để đón tiếp người đẹp. Cuộc gọi giữa nàng hậu và Quang Linh trước khi gặp được nhau đã khiến cho cộng đồng mạng đứng ngồi không yên bởi sự quan tâm ngọt ngào. Anh không quên nhắc nhở Thùy Tiên mặc thêm áo ấm để phù hợp với thời tiết ở bên này. Không chỉ có fan đẩy thuyền mà các ekip cũng đẩy thuyền bất chấp. Không biết anh chàng chủ tịch đã nghe những lời chia sẻ của nàng hậu hay chưa? Việc kết hợp của Quang Linh và Thùy Tiên đã tạo ra những điều tốt đẹp. Nhiều người khó khăn đang được giúp đỡ và có cuộc sống ổn định hơn. Cặp đôi nhận được sự ủng hộ đến bên nhau chính nhờ sự lan tỏa và tấm lòng nhân hậu của họ đồng điệu cùng chí hướng với nhau.